98. Trị lành người bệnh liệt. Tháng Giêng năm Dân Quốc thứ 37, 1948, Hòa Thượng bắt đầu đến Thượng Hải, rồi đi thuyền đến Hồ Bắc, dự tính từ Hán Khẩu đến Quảng Đông bái kiến Hư Lão, Hòa Thượng Hương Vân. Trên thuyền gặp một người què, Hòa Thượng trì chú Đại Bi gia trì. Người què lập tức đi được như thường, khiến cho cả thuyền nhốn nháo xáo động. Hòa Thượng kể: "Tôi từng tá túc tại Long Hoa Tự ở Thượng Hải. Tôi ở ngoài hành lang, buổi tối chỉ lót thêm một mớ rơm trên đất và ở như vậy không biết qua bao nhiêu ngày nữa. Và không ai biết. Tôi biết về tứ thập nhị thủ nhãn cũng như chú Lăng Nghiêm. Vào khoảng mùa xuân năm Dân Quốc thứ 37, tôi từ Thượng Hải đi thuyền tới Hán Khẩu, dự định từ Hán Khẩu sẽ đến Quảng Đông diện kiến Hư Lão. Lúc đó vì việc lật tàu có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên có một số thuyền gia tin Phật phát nguyện làm phương tiện cho người xuất gia. Phàm hễ người tu đi thuyền đều được miễn phí, hơn nữa họ còn cúng dường thực phẩm. Tôi từ Thượng Hải đến Hán Khẩu cũng đi loại thuyền miễn phí này vì tôi không có tiền. Trên thuyền tôi gặp một anh què. Tôi nhớ tên của anh ta là Hoàng Cố Lỗi, âm độc. Anh ta chống gậy để đi. Anh ta không đứng lên đi mà ngồi xổm dựa vào cây gậy lết đi từng bước rất khổ sở. Tôi hỏi anh ta: "Tại sao anh phải đi như vậy? Sao anh không đứng lên được?" Anh ta nói: "Chính phủ quản chế than đá, không cho phép tư nhân mua bán. Anh ta bán than đá lậu nên bị chính quyền bắt vào tù. Trong tù bị ẩm thấp khiến anh ta liệt chân bị què." Tôi vừa nhìn biết được bệnh của anh ta không có quan hệ đến sự ẩm thấp, mà bị nghiệp chướng quỷ theo anh ta khiến anh ta như thế. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp người này. Nghĩ rằng tôi có thể trị lành chứng bệnh này của anh ta, nhưng không trị ngay lúc đó được. Tại sao? Vì nếu tôi trị cho anh ta hết bệnh, tất cả tàu tìm đến và tôi sẽ có nhiều phiền hà. Đợi tới ngày đó, dự tính buổi trưa 2 giờ đến Hán Khẩu, thì 8 giờ sáng tôi ngồi thiền trên bông tàu. Đúng lúc anh què lại đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Tôi hỏi anh ta: "À, anh có muốn cái chân của anh lành lặn lại không? Anh có muốn đứng lên không?" "Tôi đương nhiên là muốn rồi." Tôi nói: "Nếu anh muốn đứng lên được thì hãy quăng cây gậy xuống sông đi." "Tôi làm sao quăng gậy cho được? Tôi phải nhờ nó mới đi được. Tôi không có nó thì không đi được." Tôi nói: "Anh quăng nó đi, tôi sẽ giúp cho anh khỏe trở lại. Tại sao anh không xả cái cây gỗ này được chứ?" Anh ta nói: "Thật vậy sao?" Tôi nói: "Tôi không gạt anh đâu. Tôi gạt anh để làm gì?" Tôi nói như vậy, quả nhiên anh ta quăng cây gậy xuống dưới nước. Lúc đó tôi niệm chú Đại Bi gia trì cho cái chân của anh ta và xoa lên đầu gối của anh ta. Qua khoảng nửa giờ đồng hồ, và tôi niệm bảy biến chú Đại Bi. Xong tôi nói: "Anh hãy đứng lên nào." Anh ta thử đứng dậy, quả nhiên đứng lên được. Tôi nói: "Nào, anh hãy bước đi." Anh ta lại đi được. Tôi nói: "Anh hãy chạy xem." Anh ta liền chạy quanh tôi. Anh ta giống như đang bị thôi biên vậy. Tôi bảo anh ta đi, anh ta liền đi. Bảo anh ta chạy, anh ta liền chạy. Chân của anh không cử động được là bị ma quỷ hành hạ. Tại sao tôi bảo anh ta quăng gậy xuống sông? Cho thấy anh ta tin tưởng tôi. Khi tâm không hề hoài nghi, tức mới có tương ứng. Bởi vì nghiệp chướng quỷ này tưởng rằng anh ta nhất định phải nương vào cây gậy để đi, mà không ngờ anh ta lại quăng nó xuống sông, nên nghiệp chướng quỷ cũng theo gậy mà xuống nước. Cho nên anh ta mới có thể đứng lên được, lại có thể đi và chạy nữa. Cả tàu đều biết anh ta không thể đi đứng được, nay nhìn thấy anh ta lại đi được, còn có thể chạy, nên mọi người lấy làm kỳ quái, hỏi anh ta: "Tại sao chứ anh được lành vậy?" Lúc đó tôi cũng quên dặn anh ta đừng nói tôi ra, đừng nói cho người ta biết là tôi làm. Khi hỏi như vậy, anh ta chỉ tôi, nói: "Là vị pháp sư đó lấy tay xoa xoa chân tôi, là tôi hết què liền."
Thế là 70-80 người trên tàu bao vây chung quanh tôi. Người này nói: "Thầy ơi, tôi bị nhức đầu làm sao đây?" Người kia nói: "Tôi bị nhức răng làm sao bây giờ?" Người nọ nói: "Cánh tay tôi bị đau làm sao đây? Chân tôi đau làm sao bây giờ? Tôi bị đau lưng làm sao đây?" Lúc chưa phát sinh ra sự việc như trên thì trên tàu không có ai bệnh. Nay vừa thấy anh què hết bệnh thì cả tàu đều có bệnh. Có nhiều người bệnh như vậy thì phải làm sao đây? Lúc đó tôi bèn ra tay la hán. Tôi nói: "Đa số các người đều bị nợ đòn, đều phải bị đánh." Tôi đánh một chưởng lên đầu người nhức đầu, hỏi: "Có đau không?" Y lắc đầu nói: "Hết đau rồi." Rồi tôi đánh một cái lên tay người đau tay, hỏi: "Còn đau nữa không? Nhúc nhích động đậy thử coi." "À, ngộ thiệt, nó không còn đau nữa. Có nói láo không đây?" "Không đâu." Tất cả đều công hiệu như dựng sào thấy bóng, có kết quả ngay tức khắc. Không phải chỉ thử ở đó coi có hiệu quả hay không, mà hễ tôi nói lành bệnh là lành bệnh. Tôi cứ làm vậy nên người ta tưởng rằng tôi là Phật, Bồ Tát hay quỷ sống gì đó. Lúc đó các người trên tàu đều hết bệnh, nên tiền lại đến, phiền phức cũng tới theo. Mới đầu tôi không có tới một đồng, hốt nhiên nay lại phát tài. Lúc đó là dùng tiền pháp, người này đưa 10.000, người kia biếu 20.000, họ cúng tối đa là 110.000. Bởi đi xe lửa bắt buộc phải mua vé, và mỗi vé tốn 200.000 đi từ Hán Khẩu đến Quảng Đông, nên họ cho tiền là tôi nhận hết. Tôi thâu vào được khoảng 780.000. Lúc ban đầu tôi trị bệnh cho họ, tôi tuyệt đối không có tâm phan duyên, cũng không nghĩ đến chuyện nếu y hết bệnh sẽ quyên tiền lộ phí. Tôi tuyệt nhiên không có ý nghĩ này. Còn như các người phát tâm cúng dường đây, có thể nói là ngay nơi người ta không thấy đó có sự cảm ứng. Bởi vì hộ pháp Di Đà biết tôi không có tiền nên mới động viên cổ võ các người này, bảo họ cúng dường chút ít tiền. Ngài đã quyên góp giùm tôi, cho nên không những có vé cho một người mà còn đủ mua vé cho hai người luôn. Phải chăng là có chuyện như vậy? Các vị chắc không tin, đó không phải là vấn đề ở đây. Hơn nữa còn có mười mấy người hẹn tôi đi khám bệnh. Người này nói: "Tôi có người bà con ở Hán Khẩu, y bị bệnh đã 5 năm trời, trị liệu gì cũng không hết. Khi thầy đến Hán Khẩu, xin thầy hãy trị bệnh cho y." Người kia nói: "Người nhà con bị bệnh này nọ, thỉnh thầy tới nhà con trị bệnh cho." Lúc đó tôi không nói được hay không được, chỉ nói đợi đến Hán Khẩu rồi sẽ tính sao. Tôi nghĩ tới Pháp Sư Pháp Hiển, đã từng gặp một thương nhân muốn xô thầy xuống biển. Nhưng các người trên tàu lúc ấy không có người nào muốn đẩy tôi xuống biển. Mọi người đều muốn tôi mau tới bờ để đi chữa bệnh cho thân quyến của họ. Chờ cho thuyền đến bến, người ta đều từ bên kia xuống tàu. Tôi từ bên khác xuống tàu rồi vong mất. Họ đều đợi tôi xuống tàu từ bên đó, kết quả không có ai chờ tôi được. Lúc bấy giờ anh què được lành bệnh kia quy y tôi, lại mời tôi khi xuống tàu tới nhà anh ta ở một thời gian, nhưng tôi cũng không đi. Sau đó tôi cũng không có tin tức gì về anh ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.